Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh con cá ngựa các bạn nhé. Đây là nhân vật Sadra mọi người nhé. Các bạn cùng mình theo dõi hết video và cách mình tô màu bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Đây là bộ bút chì màu các bạn nhé. Và đây là mình sẽ sử dụng đến màu xanh cho những cái chi tiết có trên thân của con cá ngựa này nha. Mình sẽ tô lần lượt các bạn nhé. Phần thân với màu sắc là màu xanh, mình chỉ tô một màu thôi mọi người nhé. Hình ảnh của con cá ngựa này thì mình chỉ tô một màu thôi. Đây là phần miệng mọi người nhé. Đây là chiếc miệng rất là dài. Và đây là phần mặt và phần mắt nhé. Tiếp theo mình sẽ tô một tí nữa. Và tiếp tục và tiếp tục trong cái mặt của cái nhân vật này nó rất đáng sợ nha mọi người, nó kiểu tác động rồi đấy mọi người, nhìn cái chân tay và chân chân của nó phần tay và phần chân thì mình sẽ tô màu xanh dương nhá. Ở đây là phần thân mọi người nhé. Và tiếp tục là đến phần đuôi nha các bạn. Và đây là phần đuôi của cá ngựa của mình. Và mình sẽ tô đến cái phần tên của nhân vật mọi người nhé. Mình sẽ có bút chì nhá. Mình sẽ tô phần tên Sadra này với màu sắc đó là màu đỏ. Và cái video tô màu ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô màu tiếp theo trên kênh YouTube mình nhé. Và các bạn xem video thì đừng quên là hãy luôn ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình một like, một share cũng như là đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu trên kênh của mình nhé. Bye bye, xin chào mọi người. Mình sẽ tô lần lượt cho hết phần tên của nhân vật mọi người nhé. Mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình nha các bạn. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là hình ảnh của nhân
và Sadra đã được mình hoàn thành bởi một phân loại màu sắc, đó là màu xanh các bạn nhé. Các bạn người ta có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành những bức tranh này nhé. Và video của mình đến đây đã kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi, mọi người đã like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.